Vâng, em chị nhé. Nên bên em lại về tiếp được một đôi loa cũng thuộc có dạng là hiếm có nhé, có tìm của bên Bioner nhé. Đó là dòng Bioner SVK5 nhé. Bioner SVK5. Những dòng loa 2 bát như này thì rất ít khi mà lại có hàng nhé. Thông thường sẽ là một loa bát mà nó chung một loa tép nhé. Thì là bọn này, riêng bọn này thì nó về nó lại sản xuất theo kiểu là 2 bát một tép nhé. Một loa bát thì được đóng vai trò là loa trầm và một loa bát thì đóng là nó chung nhé. Đây là cộng hưởng lên, nhưng nghe rất hay nhé. Đây nha, chỉ cần nhìn vào đây nhé, nhiều người sẽ bảo đây là loa cộng hưởng nhưng không phải nhé. Em không biết là đây có loa cộng hưởng hay không, nhưng mà nhìn trong thấy có dầu của đây này. Đã có dầu đây chắc chắn là thì thường sẽ là loa có côn đàng hoàng nhé, và loa có điện chạy đàng hoàng, không phải loa cộng hưởng nhé. Đây có cả côn loa này nhé. Đấy, côn loa luôn nhé. Em chưa tháo ra nhưng mà nhìn cái dầu đây thôi nhé. Thì dầu thì là biết là nó sẽ là cái loại loa mà chạy điện nhé, không phải là loa cộng hưởng nhé. Dầu đây luôn nhé. Đấy, đẹp. Làm tép nó rất đẹp à, nhìn nhé, tuyệt vời. Đây, vỏ loa thì nó còn được bảo quản rất là hoàn hảo nhé. Màu sơn còn rất tốt nhé. Đấy. Còn đương nhiên mà quý vị nào mà muốn nó đẹp như mới thì có thể là mang mua về để sơn lại, vét đi lại nhé, bảo bên thợ gỗ vét đi lại cho nhé. Vâng, thì lúc đấy nó sẽ rất đẹp nhé. Đấy, em loa còn rất đẹp nhé, còn loa còn rất ok nhé. Vâng, rất ok nhé. Cái này thì nó hơi bong xì đi thôi nhé, vẫn mua rắn và bình thường nhé. Đấy, rắn bình thường nhé. Một tí xíu bong xì ở đây thì quý vị có thể rắn lại cho em nhé. Vỏ máy rất đẹp nhé, e căng của nó còn đầy đủ, e căng đây, đây căng ở đây, căng đầy nhé. Okay. Còn một chiếc nữa nó ở bên này, chiếc nữa đây. Tóm lại là nó vẫn được hoàn hảo, không hề gãy gì nhé, không hề gì gãy nhé. Okay luôn nhé. Cái vết này thì về giặt thì được nhé. Thường thì một số bên người ta về, người ta sẽ mang đi ra thợ gỗ để người ta làm lại cái màu sơn này nhé, vét đi lại hoặc là sơn lại gì đó, vét đi lại gì đó để cho nó trở thành mới cho đẹp. Nhưng mà ở đây bên em bán thì thật sự là nhiều khi cũng bận, đóng hàng từ sáng đến chiều, nhận đơn thôi đã đủ khổ rồi, nhiều khi mà không có thời gian để mà đi làm những cái đấy nhé. Thì quý vị về quý vị tự làm lại nhé, hoặc là em cứ để mộc như này nguyên bản cho quý vị cũng được nhé. Thì mộc sơn còn rất đẹp này, để nguyên bản để mộc luôn, ok luôn nhé. Đấy, thì con này thì không biết là những biện pháp bán như thế nào, nhưng mà bây giờ cái thời điểm này nhé, thì thật sự là hàng về nó rất là khó khăn nhé. Thì là đúng ra là phải bán khoảng tầm 62.3 đấy, nhưng mà cũng đang dịch bệnh như này thì mỗi người cố gắng một chút. Vậy thì là bên em để cho quý vị với giá con loa này là 5.5 triệu nhé, còn VK5 5.5 triệu đấy. Thì là đấy là giá của sản phẩm nhé. Còn đây vừa rồi thì là nói hơi nói dài mà quên mất một vấn đề khá quan trọng, đấy là cái công suất của loa. Đây, con này có cả đúng chỉnh 2 ren rồi nè, vừa control nhé, có nghĩa là chỉnh cái âm lượng của loa chép nhé, tự độ to nhỏ của loa chép là được loa hợp lý nhé. Còn VK5 này thì ở đây em lại không thấy ghi công suất, không đi công suất. Không thấy nó ghi công suất ở đây, cả trên cái tờ này cũng thấy nhé. À, chắc 50W này. 50W. 50W một loa đây. Đấy, nhận.
Ây xa. Ok nhá. Kích thước như sau. Đây nó bát 22 à, bát 20 nhá, bát 20 này một găng tay vậy nhá. À, đôi 440 rồi này. Nó khoảng 52 cm là chiều cao của loa nhá. Chiều sâu của loa đây 21 này. 223 khoảng 24 cm nhá. 24 cm là chiều sâu của loa nhá. Và 21 này, 22 23 24 25 26 khoảng 26 27 cm là chiều rộng của loa nhá. Đấy. Loa ba tiếng 2 bát 1 chép nhưng nghe rất là hay nhá. Rất là chất, con này như này tiếng rất là hay và rất là hiếm nhá. Rất đáng được sưu tầm nên là quý vị ai có nhu cầu thì alo sớm cho bên em nhé. Điện thoại bên em là 0966 594 581 nhé. Và con này bên em bán với giá là 5.500.000 đồng. Trong cái thời điểm mà đang dịch bệnh như này thì cũng đã trợ giá rồi nhé. Quý vị ai có nhu cầu thì nên lấy sớm nhé. Nếu không là sẽ mất những cơ hội mà có giá rẻ như này nhé. Và em xin chào mọi người. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Chúc mọi người học được tự do tốt nhé.